Vâng, xin chào tất cả các anh chị và cô chú đã quay trở lại với channel của em trong buổi chiều ngày hôm nay. Vâng, hôm nay bên em mới vừa về một chiếc xe tải, bản số đang đeo là 49H9650 này. Trước khi em review con xe này chi tiết cho anh chị và cô chú theo dõi thì em cũng gửi một lời chào trân trọng và thân thương nhất cho tất cả các cô chú và anh chị ha. Vâng, con xe này tên em nó là Cửu Long, sản xuất đời 2005, còn 9 năm niên hạn nha cô chú anh chị. Xe dung tích xi lanh là 2.5 40 cm khối, máy dầu, xe này kèo mui bạc. Cái chiều dài cơ sở của em nó, cái thùng dài của em nó là 4m2 nha cô chú, và ngang của em nó là 2m, cao là 2m2. Thì con xe này được cái là em nó là kèo mui bạc ha. Và bây giờ em sẽ đi sơ một vòng cho cô chú và anh chị cùng tham khảo về chiếc xe này ha. Với một cái mức giá, con xe này bên em bán cho cô chú và anh chị với một mức giá là 79 triệu cho chiếc Cửu Long sản xuất đời 2005 này. Rồi, nước sơn bề ngoài thì em nói xe tải thì em nó cũng không có đẹp đâu, nói chung là sạch sẽ được là ok rồi. Dòng xe tải thì quan trọng là mình cần những cái máy và xaxi gầm bẹ. Nó chỉ mới một cái mức giá quá hợp lý là 79 triệu cho cô chú và anh chị lấy về sở hữu ngay chiếc xe này ha. Và bây giờ em sẽ soi tí xíu về xaxi trước đi nha. Đây là dàn xaxi của em đó. Đây xaxi. Xaxi xe này thì rất là liền lạc, rất là cứng nha anh chị nha. Đấy. Một phân khúc chỉ có 79 triệu thôi. Anh chị nào lấy về đi chở hàng hóa rất là ok. Dưới này sàn bọng thì cũng đã được lót gỗ rồi anh chị ha. Gỗ bánh thì em nó cũng còn được coi như là 40-50% nha. Các quan công nhận cái dàn xaxi con xe này rất là liền lạc nha anh chị, rất cứng. Đây anh chị thấy không? Đó, sàn bọng nè, gỗ ghiếc nè. Đây là bánh sơ cua của em nó. Xe này thì đây, bên này là dàn gầm ở đằng sau, xaxi ở đằng sau, cô chú anh chị thấy nè, rất đẹp nha. Đây, khúc việc bên này là xaxi ở bên phụ. Đó, gầm bệ thì con xe này rất là cứng. Xe tải thì cũng chẳng có gì vì wheel hết anh chị. Xe tải thì nó chỉ đơn giản sơ sơ là cái máy và dàn xaxi thôi. Nhưng con xe này thì em nó rất là liền lạc. Anh chị nào lấy về thì sở hữu rất khá là ok. Đây, 5 bận mở. Đây, em mở một cái bận bên này em quay cái dàn ở trong cho cô chú anh chị xem cái thùng nhé. Này cái tấm bẩn này là được làm inox luôn nha anh chị. Đây, thùng thiết lên chị thấy không, sàn bọng nè, rất là ok. Đó, một phân khúc chỉ có 79 triệu thôi. Anh chị lấy chiếc xe này về là mình bon bon trên đường mình đi kiếm cơm luôn. Đấy, rất ok. Đây tắp bi của em nó, kính quay tay thì vận may sẽ tới. Đây là dàn nội thất ở trên cabin, anh chị thấy nè. Chung cabin xe tải thì em nó chỉ sạch sẽ thôi. Đó, có hỗ trợ quạt nha, xe dòng xe tải thì không có máy lạnh đâu nha anh chị. Nó sạch sẽ vô lăng, trường bọn hỗ trợ quạt trên này luôn. Xe này thì mọi chức năng nó rất là ok. Rồi bây giờ em sẽ quay cái máy cho anh chị cùng tham khảo luôn nha. Đây là
là khoang máy của em nó. Chị thấy là máy rất là khô ráo nha. Đó, đầu cabin của em nó không có mục hộp nha anh chị nha. Em kiểm tra coi hơi hám luôn nha. Đây là bên trong hệ thống bên của bên tài, tay lái thì trợ lực nha anh chị nha, đèn còi xi nhan đầy đủ nha anh chị, đó trợ lực lái rất ok. Xe thì số sàn ở đây 5 cấp nha, quân số nhẹ nhàng anh chị cứ an tâm. Đó, anh chị cô chú nào thích sở hữu chiếc xe này thì cứ xin vui lòng alo cho em theo số điện thoại đó là 0796822220 hoặc là trực tiếp xem xe tại ở chi nhánh 3 của em ở Tân Phú Đồng Nai nhé. Vâng, em cũng xin nhắc lại chiếc xe này tên em nó là Cửu Long, sản xuất đời 2005, còn được 9 năm niên hạn, đăng kiểm thì cứ 6 tháng một lần. Chiều dài cơ sở của cái thùng này dài của em nó là 4m2, ngang của em nó là 2m, cao là 2m2, trọng tải của em nó là 2 tấn 2 nha cô chú và anh chị. Trời nó nắng quá mà nãy giờ em nói là em muốn bệnh luôn rồi. Đây, trọng tải của em nó là 2 tấn 2 ha. Nói chung xe này anh chị nào lấy về thì việc lăn bánh và sử dụng đi kiếm cơm ở trên đường nha, máy móc rất là ok, kèo mũi bạc rất là thoải mái. Cô chú anh chị đến sổ chiếc xe này xin vui lòng alo trên số điện thoại đó là 0796822220 hoặc trực tiếp xem xe tại ở chi nhánh 3 của em ở Tân Phú Đồng Nai nhé. Hướng cách về Dầu Giây là 60 cây số, hướng về Đà Lạt là 160 cây số nha cô chú và anh chị. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại anh chị và cô chú một clip sau. Chúc tất cả gia đình mình có một ngày thật là vui vẻ và luôn luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống nhé.